Em xin giới thiệu, đây là đồng hồ đeo tay size nam, hàng đã qua sử dụng, ngoại hình đẹp xuất sắc như mới, tầm 95-98%, đến từ thương hiệu Humvee của Mỹ. Đây là thương hiệu xe bọc thép của Mỹ, đã quá nổi tiếng trên toàn thế giới. Đây là dòng đồng hồ phiên bản giới hạn dòng Limited, trên thế giới chỉ có 300 chiếc, rất xứng đáng để các bác mua về mình đeo và mình sưu tầm. Size của đồng hồ là 46, đồng hồ này sử dụng pin. Và đặc biệt, cái đồng hồ này chạy tới 3 bộ máy độc lập ngay vị trí 3 giờ là bộ máy 6 kim, hay còn gọi là bộ máy chronograph, bộ đếm thời gian. Kim giờ, kim phút và xung quanh cọc số tất cả đều dạ quang lịch ngay vị trí 3 giờ. Ngay vị trí 8 giờ và vị trí 10 giờ là hai bộ máy chạy kim, kim giờ, kim phút trên hai bộ máy này tất cả đều dạ quang. Mặt của đồng hồ giăng carbon, nhìn cách bố trí của 3 bộ máy trên cái đồng hồ này làm mình liên tưởng đến buồng lái của xe bọc thép, của xe đua hoặc là của xe địa hình. Cái đồng hồ này đeo lên tay nhìn rất là ấn tượng luôn nha. Chạy tới 3 bộ máy mà thiết kế của những cái mặt đồng hồ nhìn rất rất là đẹp luôn. Mà trong khi đó, cái đồng hồ này là phiên bản giới hạn dòng Limited, chỉ có 300 chiếc trên toàn thế giới. Cái trên tay em là chiếc 63 nha. Các bác cần xem hình ảnh chi tiết, cần mua hàng, vui lòng liên hệ 0931008099. Em ship hàng toàn quốc. Các bác vui lòng cọc giúp em 500.000 hoặc mình chuyển đủ, em bao ship tận nơi. Và đây là mặt đáy của đồng hồ, đầy đủ thông tin và số series của đồng hồ. Đáy còn nguyên siêu, đẹp như mới luôn nha. Đồng hồ đến từ thương hiệu Humvee của Mỹ, phiên bản giới hạn Limited. Trên thế giới chỉ có 300 chiếc thôi, cái trên tay của em là chiếc 63. Rất xứng đáng để các bác mua về mình đeo và mình sưu tầm.